Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Hải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3, sức kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm liên kết quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm đã hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập câu vở bài tập bài 45, các số có 4 chữ số, số 10.000. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 2 nha. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1, quy số kết hợp và dấu chấm. Câu A số 3 chấm gồm 3.690 và không đơn vị. Nhưng mà sẽ viết là 3690. 3690. Số 3.690. 3.690 chính là số có 3.690 và không đơn vị. Đúng rồi. Tiếp theo là câu B là số 3 chấm gồm 6.400 hai chục và tám đơn vị, thì mình sẽ viết số đó chính là 6428. 6428 chính là số 6428. Giờ tiếp theo là câu C, số gồm có 9.710 và ba đơn vị, thì mình sẽ viết số đó là 9713. 9713 có nghĩa là số 9713. Số 9713. Giờ tiếp theo là một số gồm có 8.030 không đơn vị, thì mình sẽ viết số đó chính là 8030. 8030 chính là số 8030. Thì số này sẽ gồm có 8.030 và không đơn vị. Được này. Như vậy là xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em xem bấm nút hit video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình quy số kết hợp vào to tạo còn trống theo mẫu. Mình sẽ quan sát to thứ nhất thì mình thấy là ở đây 2.999, tiếp theo sẽ là 3.000. Có nghĩa là từ trái qua phải sẽ tăng một đơn vị trong này. Có nghĩa là số này số liền trước số liền sau trong này. Như vậy to tiếp theo ở đây là 4.890. Như vậy là phía trước nó sẽ là số liền trước của nó. Thì mình sẽ lấy số trừ này trừ 1 thì ra số liền trước ha. Như 4.890 mà là số liền trước thì trừ đi 1 là 4.889. Đúng này. Giờ số đây là 3785, có nghĩa 3.785. Số liền trước của số này thì lấy số này trừ 1 là ra kết quả ha. Như vậy là 3784, có nghĩa 3.784. Giờ tiếp theo đây số 7.000. Giờ ở đây là số liền sau, 7.000 cộng 1 là 7.001. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 kênh hiểu bài. Kênh xem bấm khích video kênh hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình viết hai số có 4 chữ số kết hợp vào dấu chấm. Ở đây mình sẽ viết hai số mà số đó phải có 4 chữ số nhé, kết hợp vào dấu chấm nha. Câu A là số có chữ số hàng đơn vị là số 8. Như vậy ở đây là hàng đơn vị số 8 thôi, còn hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục số nào cũng được. Đúng. Ví dụ hàng nghìn là số 1 này. Hàng trăm số 2, hàng chục số 3. Hàng đơn vị mà sẽ xây lớp 8 là được đúng này. Đương nhiên mình sẽ được một số. Số thứ hai ví dụ là hàng nghìn là số 2.
Giờ hàng trăm số 3, hàng chục là số 4, hàng đơn vị số 8 chẳng hạn. Đúng nè. Nhưng mà sẽ được hai số có hàng đơn vị là số 8 vậy. Giờ câu B là số có chữ số hàng chục là số 7. Như giờ hàng chục là số 7. Còn các chữ số còn lại thì mình sẽ tự chọn thôi. Ví dụ như là 3 đi, hàng nghìn là 3 này. Hàng trăm là 4, hàng chục là số 7 này. Còn hàng đơn vị số nào cũng được. Được này. Ví dụ như là 4 này, 5, 7. Tiếp theo các em lấy số nào cũng được nha. Thì mình thấy chỉ cần số 7 hàng chục là được. Và đây là số có 4 chữ số nha. Tiếp theo là câu C, số có chữ số hàng trăm là số 0. Còn hàng nghìn, hàng chục, hàng đơn vị số nào cũng được. Ở đây ví dụ như là hàng nghìn là số 5 đi. Hàng trăm số 0. Đúng rồi. Còn lại ví dụ như là 6, 8 đi chẳng hạn. Đúng rồi. Giờ hàng nghìn chẳng sẵn số 6 đi. Hàng trăm số 0. Hai số còn lại bỏ số nào cũng được nha. Chỉ cần hàng trăm là số 0 là được. Và số đây là số 4 chữ số là được. Câu D là số có chữ số hàng nghìn là số 2. Hàng nghìn là số 2, giờ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, số nào cũng được, đúng không? Ví dụ như là ví dụ như cũng được, đúng không? Chỉ cần hàng nghìn là số 2 và có 4 chữ số là được nha. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4, người ta kêu mình phân vào chữ trước câu trả lời đúng. Mã số mở cửa của robot là một số có 4 chữ số, gồm có chữ các chữ số là 0, 3, 5, 8. Biết chữ số hàng chục là số 3, chữ số hàng nghìn sẽ lớn hơn 5 nha. Hỏi số nào dưới đây có thể là mã số mở cửa của robot? Như vậy câu này người ta nói là mã số mở cửa robot là một số có 4 chữ số là các chữ số 0, 3, 5, 8. Chữ số hàng chục là số 3 thì mình thấy hàng chục số 3 đáp án nào hợp lý? Đáp án A thì hàng chục là số 0. Đáp án B hàng chục số 3 đúng. Đáp án C hàng chục số 8 không đúng. Đáp án D là hàng chục là số 3. Vì mình sẽ là một trong hai đáp án B hoặc D. Người ta nói là chữ số hàng nghìn sẽ lớn hơn 5. Đáp án B là chữ số hàng nghìn là số 5. Còn đáp án D là chữ số 8. 8 sẽ lớn hơn 5 nhưng mà thấy đáp án D là không mạnh. Như vậy là câu số 4 này mình sẽ chọn đáp án D nha. Số 8 sẽ lớn hơn 5. 8. Chữ số hàng nghìn phải lớn hơn 5 nên hãy số 8 là hợp lý. Mình sẽ chọn đáp án đi. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video thì biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.